Ok, em Thắng xin kính chào các bà con cô bác ha. Thì hiện tại trong kho còn ít món đồ, anh em mình xem có món nào phù hợp với mình thì mình chốt giúp em ha. Bên em sẽ có hai hình thức giao dịch, chuyển khoản em bao ship, ship code mọi người gửi thêm cái phí vận chuyển cho bên giao hàng giúp em. Rồi đầu tiên thì lọ kính này anh em thanh lý gọng kính nha anh em, còn có hai gọng thôi. Gọng này là gọng máy tiền á. Giá mới của mình là 28.000 yên, tầm khoảng là 28.000 yên nè anh em. Đó. Giá nó cũng cực kỳ cao ha. Này thì tính ra 28.000 yên, tính ra tiền Việt của mình nên nó cũng tầm khoảng là 4 triệu mấy anh em. Gầm đẹp, gọng sáng trưng à. Anh em về mình cái kiến mình xài ha. Chiều dài gọng của mình là 130 nha anh em. 130 135 này khuôn mặt anh em mình 135 mình đeo vừa đây. Tính từ tâm ốc bên này tới tâm ốc bên kia là 130 này. Tâm ốc bên gọng đó 130. Đó. Gọng rất là đẹp nha anh em. Chiều cao này xuống là được 45. Đây những cái nơi này là anh em mình về mấy cái kiến rất là đẹp ha. Đây 52 vuông 16 này. Vai cầu đồ cũng mới hết tinh hết nha. Đó, gọng rất là đẹp, màu bạc nha anh em, màu bạc rất là đẹp luôn. Đó, hai cái này anh em về mình đeo mình cái kiến mình đeo rất là sang. Hàng mới 100% chưa có xài. Đó. Không biết là nó làm mình cái vật liệu gì mà nó mát tiền ha anh em. Rồi cái gọng này thì còn hai gọng thôi. Thì hôm nay em thanh lý cho anh em luôn, giá của mình là 200.000 một gọng. Về mình các kiến ha. Rồi mã số là B1 200. Đó. 200.000 một cái nha anh em, 200.000 một gọng như này ha, B1. Rồi, B2. B2 thì em còn mấy cái mũi khoan inox của anh này, chỉ còn có một loại 6.6 nha anh em. Đó, một loại 6.6 này thôi. Giá của mình là 50.000 một mũi. Thì cái hãng này là cái hãng Cleveland ha. À, hãng này là nói chung là dùng là SS Coban này, nó chuyên khoan inox nha anh em. Khoan inox và nó sản xuất tại Anh Quốc nha, Made in Great Britain ha. Hiện tại thì chỉ còn có 8 mũi thôi nha anh em. 7 mũi chứ không được 8 mũi nữa, còn 7 mũi thôi. Đây, hàng của anh ha, chuyên khoan inox. Đó. Ha, chữ C là Coban đó. Hàng mũi 6.6 nha anh em. Giá của mình là 50.000 một mũi. Anh em mình mua 2 mũi em bao ship ha. Mã số là B2, 50.000 một mũi. Đó. Loại này là loại mũi 6.6 nha mọi người. Ha, 6.6, B2 50.000 một mũi. Còn nếu mà anh em mình lấy hết 7 mũi thì em để giá cho mọi người là 300.000 ha. 7 mũi thì 300.000 B2. Rồi B3. B3 thì em có một cái hộp sữa máy kính đồng hồ. Đây cái loại này thì nói chung là hàng mới chưa xài, chắc nó được gia công tại Trung Quốc nha anh em. Hàng này hàng bãi nhưng mà nó không có chữ Japan. Đó. Đầu vít của mình nó sẽ gồm có là ba cái vít dương này, BH00, BH0, BH1, một cái đầu nhọn và một cái cây đồng hồ vậy nè. Đó, nó để như thế này thôi, em không biết để làm gì nữa. Rồi bên này thì nó sẽ có trừ 1 chấm này, trừ 1.2, trừ 1.4, trừ 1.8, trừ 2.4 và trừ 3 chấm ha. 245, 246, 11 cây nha anh em. Tổng cộng 11 cây giá 60.000 ha. 11 cây 60.000 nha anh em. Tính ra cũng có tầm khoảng 5-6 nghìn những cây thôi, rất là rẻ luôn ha, rẻ như hàng tàu luôn. Nhưng mà cái này em nghĩ chắc nó được gia công tại Trung Quốc, nó xuất Nhật thôi chứ nó không có chữ Japan ha. Đó, hộp màu đen ha, cái hộp cũng mới nha anh em. Rồi cái bộ này 60 anh em, B3 60.000 này, B3 60. Rồi B4 cái hộp này còn mới luôn, cái này thì nó của Zutex này, cái này nó được gia công tại Trung Quốc luôn ha. Đây, nó được gia công tại Trung Quốc xuất Nhật. Đó, thì cái bộ này nó chuyên cũng sửa chữa những chi tiết nhỏ, nó chỉ 6 chi tiết thôi nhưng mà nó khá là ok nha. Đây. 6 chi tiết này của mình á thì nó cũng gồm có là BH1 nè, BH0 nè, trừ 1.4, trừ 2 chấm, trừ 2.4 và lớn nhất của mình là trừ 3 ly. 6 cây ha, 6 cây, nói chung là cái này anh em cũng sửa chữa những chi tiết nhỏ trong gia đình. Này thì nó có cái hộp giấy ha, cũng còn mới đẹp luôn. Thì anh em mình dùng ít thì mình chốt cái loại này. Đó, loại này thì giá của mình là 40.000. B3 nha, giá 40. Đó. B3 40. À sorry mọi người, B4 chứ. Sorry mọi người, B4 ha, 40. B5 thì em có một cây thước lá. Cây này thì nó độ dài của mình là nó chưa được một phân nữa. Cái này nó 0.8 nha anh em. Độ dài là 0.8 mm ha, khá là mỏng.
đo được hai hệ số, bên này là hệ số mét này đó, còn bên này là hệ số in đó. Đây hàng mới chưa xài nó còn trong cái bọc luôn ha, này cũng hàng bãi luôn nha anh em, hàng bãi của gia công tại Trung Quốc, 60 cm ha đó. Thì anh em là thức cây thức lá này, mọi người chú giúp em mã số là B5 ha, này bằng thép nó cũng khá là ngon ha, B5 cái này em để giá cho mọi người là 40.000, B5 40 ha. Rồi B6 tương tự, B6 thì cái này nó dài 1 mét ha, cái này nó dài được là 1 mét, nó y vậy thôi, nó cũng mỏng ha, nó cũng dài 0.8 mm thôi anh em, nên là anh em thấy cái thước nó cũng khá là mỏng chứ nó không có dài. Đây dài 100 cm ha, là nó dài được 1 mét đó. Thì cái loại 1 mét này mã số của mình là B6 giúp em nha, 1 mét này giá 70. Đây B6 ha, cái này giá 70. Tiếp theo B7 thì cái thước cây góc vuông này, cái này cũng vậy, cái này thì nó có cái phần này là anh em mình đo cm này, nó được là 30 sen nha, nó 27 28 29 30 sen này, thêm một cái phần này nó kê để cây góc vuông nữa đó, nên là cái này nó khá là hay đó. Thì cái loại này thì em để giá là 40.000, cũng mới chơi xài nha, hàng bãi nhưng mà không có chữ Japan nha anh em, cái này chắc phần Trung Quốc xuất Nhật thôi. B7 ha, 40. B8 thì cũng cặp thước đo, cái này thì nó được gia công tại Trung Quốc luôn, cũng bằng xuất Nhật, cái này nó dài nha, đó dài hơn cái loại kia, bằng thép không rỉ nha anh em, stainless steel là bằng thép không rỉ nha. Rồi cái thước này là cái thước đo 15 cm này, 15 cm. Bên này hệ số in và hệ số mét, bên này cũng vậy nha. Này nó đo thử như nè. Đó, từ 0 cho tới là 15 mm này, bên này là hệ số in. Rồi, cặp thước này cũng khá là hay nha anh em. Hai món ha. Đó. Rồi hai món này em để giá là 60. Mã số là B8 ha. B8 hai cái thước nhỏ này 60. B9 thì em có một cây bộ này gồm có 6 cây như thế này ha, gồm có nào hai cây sẻng nhỏ với một cây sẻng nhỏ này, cây cầu nhỏ, bên này là có hai cây sẻng lớn hơn xí và nó có một cây bộ cầu lớn hơn xí ha, gắn gỗ hết nha anh em, nó nhỏ thôi, những cái này thì nó dài tầm khoảng là 16-17 cm thôi nha anh em, chưa được một găng tay nữa, chung là cái dòng mini anh em mình đồng ái đồng đồ. Rồi 6 món này giá của mình là 50.000, tính ra có 7-8.000 một món thôi. Bộ combo này 6 món giá 50 nha anh em, 6 món này 50.000. B9 ha, tại vì cũng hàng bãi mà dạng chất gia công thì Trung Quốc thôi, còn chỉ giá rẻ. B9 ha, 50.000 6 món. Rồi B10. B10 thì một cái bộ búa ha, một cái bộ búa cao su, cái này cũng vậy nha, hàng bãi, nó không có chữ Japan, nói chung là gia công thì Trung Quốc. Hai đầu nhựa ha, một đầu nhựa trong màu vàng và một đầu nhựa màu đen như thế này. Cái búa này thì nó nặng là 200 g, hai lạng, có đi kèm với mình là hai cái đầu thay thế ha, anh em mình thí dụ dùng lâu ngày mình dùng mòn á thì mình dùng để mình thay thế và mình dùng tiếp ha, hai đầu nhựa cứng ha. Đó. Nặng hai lạng nha anh em, 200 g thôi, là anh em mình dùng để gõ đồ nhỏ nhỏ. Rồi cái búa này nó dài được tổng thể là 24 và đường kính búa này của mình đo được là 2 cm. Rồi nguyên bộ này em để giá 80.000, vừa búa vừa đầu thay thế luôn ha, giá 80. B10 giúp em 80.000. Tiếp theo B11. B11 thì em còn mấy cái vò nước này. Đầu tiên thì cái vò này thì em đã giới thiệu nhiều rồi, cái này thì hàng nó cao cấp nó mắc tiền nha mọi người, đó như em đã giới thiệu cho mọi người, anh em mình có thể mình tìm hiểu theo cái mã số này ha, Toto T130ARQ13C thì nó sẽ ra cái giá mới ha. Cái vò này cái giá mới bên hiện tại là bên thị trường Việt Nam mình họ bán là giá 3 triệu ha, 3 triệu đồng đó, còn hiện tại hàng bãi bên em đang bán với giá là 750.000 nha anh em, giá nó rất là thấp luôn đó, giá này là bao cho anh em mình mua cái giá rẻ luôn nha anh em, tại vì cái này là hàng thanh lý siêu thị bên Nhật, bạn em nó mua nó gửi về bên đó thì nói chung là nó giá nó rẻ, chứ hàng chính hãng anh em của Toto này, giao dịch nội địa Nhật đời cũ này, làm bằng đồng thau mà bên ngoài lớp xi chrome niken ha, đó càng gạt dặn như thế này ha, gạt qua gạt lại lớn ha, đó cái này là hàng cao cấp cho nên mình có nhu cầu ha, mình dùng hàng cao cấp ha, đây lưới phun ha, trường bột khí
của Toto, rang của mình rang 21, rang thông dụng, từ tâm tường mà ra tới đầu vào là 27 ha. Gạt qua gạt lại ha. Này bây giờ 22 sen này, càng gạt này. Loại này là dàn cao cấp, giá mới rất là cao nha anh em. Đó, anh em mình có thể tham khảo giá cả trên thị trường thì mình mua, không vấn đề gì hết. Thì hiện tại thì cái này thì em cũng còn có hai con thôi, chứ không hết hàng rồi, không có hàng đâu anh em. Thì đây loại này em để giá cho mọi người là hôm nay em giảm giá cho mọi người giá 720, cái này thì giá lỗ luôn rồi chứ không vãi nha anh em. Tại vì nhập về chung là có hàng cao cấp nên là cũng rất ít người mua. Tại vì giá thành nó cao anh em, nhưng mà tiền nào có đó thôi. À, anh em mình có thể mình tham khảo cái giá trị mới của nó thì nó rất là cao nha mọi người ha. B11 720. Rồi. Tiếp theo B12 thì những cái vỏ đứt này. Đây em có một cái vỏ này mới tinh luôn của thương hiệu sang ai nha. Đời cũ luôn nha anh em, giao dịch này là giao dịch đời cũ này, nó mới tinh chưa xài luôn nha. Đó, nó thiếu cái hộp thôi nha anh em. Rang cỏ nên em thấy này. Đó. Nước xi, nước đồ nó chưa có xài. Thiếu cái hộp thôi. Đó, vì anh em mình bác khá dặn này là bác cóc này, anh em thấy không, nó thiết kế kiểu dáng này ha, còn lại này. Đó, anh em mình thấy có nhu cầu phù hợp với là cái nhà mình thì mình bác ha. Đây vỏ phun này, mới tin chưa có xài nha anh em. Đó, nó mới tin chưa có xài luôn, thiếu cái hộp thôi. Những cái này nó răng rất là cao nha, sang ai này rất để cũ. Răng của mình cũng răng 21, từ tâm tường ra là được 23 sen ha, từ tâm tới đầu vò là 23 sen này. Rồi cái này nó mới chưa xài giá 400 nha anh em. Mới chưa xài giá 400.000. Đó. B12 400. B13. B13 thì có mấy cái vòi nước rẻ rẻ đây đây, nhưng mà cũng ngon nha anh em. Đầu tiên thì con này. Đó, con này thì nó chung là độ mới nó trên 90% á, nó cũng đẹp lắm. Anh em về mình lau chùi thêm ha. Người ta chỉ gán vào một lần để trưng bày là thôi ha. Chứ còn nước xi là còn nguyên zin. Đẹp, nước xi còn ngon. Rang của mình là rang 21, rang thông dụng luôn, gạt qua gạt lại. Rồi từ tâm tường ra tới đầu vò là được 27 sen luôn nha mọi người. Rồi thì con này hàng 7 giá 350 ha, còn đẹp nha anh em. 350.000 cũng rất là mới ha. Một cái vò nước của Nhật ha, B13 350. Theo B14 thì cái vò này cũng này nha, ngon. Nước xi còn đẹp, chỗ này nó hơi cong cong lên tí này, không vấn đề hết ha. Đây chỗ này này đó. Nước ra qua lại thôi đó, rang cỏ nó cũng mới đẹp ha. Con này của hãng KVK đó. Rang 21, rang thông dụng. Rồi con này thì em để giá cho mọi người là 300.000 ha. Mã số B14 ha. B14 300. B15 B15 thì đây con này cũng vậy nha. Ở này thì nó cũ hơn một tí ha, KVK luôn. Đó, rang 21 đang thông dụng và có gạt lại. Cái này anh em về dùng cái kìm móc quả mình siết lại tí ha, cho nó cứng tí. Hiện tại nó hơi lỏng tí nè. Còn khá là ngon ha. Cái này anh em mình yên tâm mua mình xài. Rồi con này để giá 280 cho anh em bạn đồng luôn nha. Bạn đồng thao và mã bên ngoài lớp xi chrome nickel. B5 giúp em nè. 280. Rồi B6 thì cái này cũng vậy, cái này cũng ngon, nhưng mà cái này thì cái phần mà để nó cản nước thì nó bị mất cái phần cản nước rồi. Anh em mình dùng bình thường, không vấn đề hết ha. Đó. Thương hiệu của mình là thương hiệu Kakudai ha, Kakudai. Rồi con này nó mắc cái giảm nước giá 230 nha anh em. 230.000, mắc cái giảm nước thôi, chứ mà còn xài rất là ngon ha bạn đồng. B16 giúp em nha. B16 cái vỏ nước Nhật là 230. Rồi B17. B17 thì em có một cây vít của Thụy Sĩ ha, BB Smart Vít. Rồi, vít trừ ha. Này là đầu trừ phi 7 ly này, từ 5 cho tới phi 7 ly gì này ha. Đó, Smart Vít nha anh em. Này. Đó, chung là nó cũng này trừ 5 nha anh em. Đó ha, đầu vít cũng ngon lành của BB ha. Tuy là nó mới thì nó không mới, nhưng mà những cái dòng vít của Thụy Sĩ này nên mình dùng rất là bền. Dài tổng thể 27 cm. Rồi cái này em để giá là 100.000. Ha, hàng của Thụy Sĩ nha anh em. B17. B18, một cái đầu bán ốc của Vercel nha, bán ốc 10 ly, loại bán ốc ngắn ha, nhỏ, chui 6.35. Rồi cái đầu bán của Vercel này giá 60 ha. B18 giá 60.000 ha, bán ốc 10 ly nha mọi người. B18 60. B19 thì cái này của Tajima, bán ốc 12 ly màu vàng ha. Tajima bán ốc 12 ly ha.
635 ha, màu vàng. Rồi anh em thích cái con Tajima bánh ốc 12 này, giá của mình là 80.000 ha. Mã số là B19 giúp em. 80. Tiếp theo. B20. B20 thì một cây vít nhỏ này của vợ sale, cái này xịn nha. Cái này nó bán lẻ luôn anh em, của vợ sale này sản xuất tại Nhật này. Đó, cái này thì đầu vít rất là nhỏ luôn anh em. Này nó để này. Đó, đầu vít trừ nha anh em, nó chuyên mở những cái thước kẹp hay là cái gì này nó rất là nhỏ luôn. Đầu vít của mình nó chỉ có là trừ 0.7 thôi nha anh em, trừ 0.7 mm, rất là nhỏ nha anh em thấy không? Nhỏ xíu một xíu à. Nhưng mà hàng xịn, hàng của vợ sale ha, hàng bán lẻ đàng hoàng. Đó, à, thiết kế này có đầu vít 500 hay gì này, nó đầu xoay này, cầm để xoay này. À, một cái cây vít nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó rất là giá trị nha. Đó, trừ 7 ly của vừa xe hoa, cái này em để cho 80 nha. Đó, chuyên mở những ốc nhỏ. Đó, B20 ha. Này, B20 80. Tiếp theo B21. B21 thì có một cái hộp taro ha, M10 nhân cho 1.5 nha anh em. M10 nhân cho 1.5 của Nhật ha. Wow, ngon, hàng mới chơi xài nha anh em, hàng mới chơi xài ha. M10 nhân cho 0.5 này, dao dít đầy cũ này đó ha, chơi xài. M10 nhân cho 0.5 ha, dao dít đầy cũ của Nhật đó. Rồi ba mũi này chơi xài nha anh em, em để giá cho mọi người là 120, hàng mới chơi xài nha, của Nhật đó. B21 ha, ba mũi này 120. B22 cái này lớn hơn, cái này 12 nhân cho 1.75 ha, 12 nhân cho 1.75 này, mới tin chưa xài luôn đó ha, bấm bụi bấm đất thôi, dấu dít đầy cũ. Rồi loại này thì giá 3 mũi này 130 nha anh em. B22 130.000. B23 thì em có một cây cần tự động mới chơi xài ha, cái này thì thiết kế 1/2 như thế này, 1/2 đường kính là 12.7, đảo chiều gạt qua gạt lại, ha, thương hiệu Tone, đó, Japan ha, sao dít nội địa, đó. Còn ngon lành nha mọi người, 25 nha anh em, dài 27 cm, 1/2 nhưng mà cái loại thiết kế kiểu nhà ha, mới tin chơi xài anh em. Anh em mình là sưu tầm là đúng bài nha, nó mới 99% nó chơi xài. Cái này em bán cho anh em giá sưu tầm nha anh em, 250. Đó, hàng mới chơi xài của Tone Japan ha. B23 250. Tiếp theo B24 thì một cây cần trượt của Tone luôn nha anh em, 1/2 luôn nha, còn mới tin luôn. Đó, này những cái này anh em sưu tầm được này. Đây ha, mới tin luôn 1/2 ha, 250 mm, da ben số dít một đĩa, dài 27 cm. Rồi cái này em bán 160.000, anh em mình mua về mình sưu tầm ha, còn còn mới ha. B24 160. B25 là một cái đầu chuyển của thương hiệu SK11 nha, SK11 này, từ 1/2 này 12.7 ha, qua 3/8 đường kính là 9.5, cái này nói chung cũng mới đẹp, giá 80 ha. Một cái đầu chuyển từ 1/2 về 3/8 ha. Mã số là B25 80. B26 là một cây khẩu nha anh em, cái khẩu mở ốc 30 mm ha, của Tone rất là bự nha, mới chơi xài. Chân của mình là chân 1/2. Đó, ống dài ha, chưa xài anh em. Cái khẩu này rất là bự, nó nặng 8 lạng á. Dài được là 8 cm ha. Nặng kinh khủng. Lần số đi mọi người, nó nặng là 4 lạng. Rồi cái này em để giá cho mọi người là 60.000. B26 ha, khẩu Tone này giá 60. B27 là một cái bộ khẩu nha, một cái bộ khẩu của KTC đây, gồm có một cái cần tự động 3/8 ha, cần còn đẹp. Cần này hôm trước em bán lẻ là 130 rồi. Đảo chiều. Rồi một cái nối dài của KTC nữa, cái nối dài này hôm trước bán lẻ là 60 á ha. Rồi dưới lên bộ khẩu như thế này ha, bộ khẩu này thì nó lộn xộn các hãng nha anh em. Đó, nó lộn xộn các hãng thì nó sẽ gồm có 10 ly nè, 11 nè, 10, 12 nè, 13 nè, 14 nè,
20, 11, 12, 13, 14 này, 17, 19, 21 và 22 nha anh em. Đó, 2, 4, 6, 8, 9 khẩu ha, 9 cái khẩu nha anh em, 9 khẩu với lại cây cần tự động với lại cái nối dài. Đó, thì cái này thì em bán nguyên một bộ như thế này cho mọi người, B27 ha, bộ này em để giá 250, nguyên một cái bộ luôn nha anh em, cần tự động nối dài với khẩu 3/8 nha, đường kính 9.5. Rồi nguyên bộ này mã số là B27 ha, 250. Tiếp theo B28 thì một cây khóa ha, một cây khóa của KTC đó này. Cái này số của mình là 19 ha, bên này là số 19, bên này là số 22 nha anh em. 1922 ha, KTC thép alloy. Đó, cây này thì rất là ngon luôn. Rồi cây này B28 ha, cây khóa của KTC này em để giá 80. 1922. B28 ha, 80. B29. Cây này cũng còn mới này, 10-13 ha, mới tin nè. Có thương hiệu Super Japan ha, số 10-13. À, rồi cây 10-13 này thì giá 80. Mã số là B29 ha. B29 80. B30 thì cái này siêu tầm nè. Cái này hôm trước có anh mua rồi mà sao không biết là anh quên không nhận sao. Cái này nó mới tin chưa xài của Đức nên em thương hiệu Starwheel này. Cái này là giá mới nó rất là cao nha. Và hệ số của mình là con này là số của mình một đầu là 7 ly nè. Và đầu là 6 ly nha anh em, đầu 6 ly, đầu 7 ly nha. Này là phù hợp cho anh em mình sưu tầm nha. Hàng của Đức mới chơi xài Starwheel ha. Một đầu 6 ly và một đầu 7 ly ha. Thì anh em thích cây khóa hai đầu gạt gù này của Đức nha anh em, thương hiệu này rất là mắc tiền. Cái này em để giá cho mọi người là 150.000 nha, sưu tầm. Hàng của Đức mới chơi xài B30 250. B31 là một cây của thương hiệu Asahi. Cây này thì số của mình là 10-12 nha. Đó, nó cũ cũ thôi chứ mà anh em mình xài đồng ok hết. Cái này em để giá là 50. B31 ha. B31 này 50.000. B32. B32 thì một cái kìm anh em, cái kìm nhỏ. Đó, thương hiệu gì Stainless Steel là thép không rỉ nha. Đó, cái kìm này còn mới đẹp, nó có lò xo thiết kế kiểu này ha, vỏ màu xanh. Cái kìm này thì nó dài tổng thể được là 15 cm anh em, còn đẹp. Đó. Rồi, anh em thích cái kìm nhỏ này, mọi người cho giúp em B22 ha, 60.000. À, thép trắng nha anh em. Thép trắng. B32 60. B33 là một cái dụng cụ thử này của thương hiệu Tinder gì này ha. Đó, Tinder gì này. Cái này thì người ta thử và thử gì ta? 0.25 người ta thử cung tròn là sao nè. Nó thiết kế như thế này nè, em cũng không biết là nó thử cái gì nè. 0.9 0.15 thử mỏng nha anh em, nhưng mà cái này là nó ái ha, 0.25 ha, là hệ số in ha, cái này là hệ số in nha anh em, như là thử hệ số in đó, cái đồ thử thôi. Đó, anh em mình thấy nè, hàng mới ha, 2/1/2 này, thương hiệu Swan ha. Rồi cái bộ thử này em để giá 50.000, không biết nhưng mà cũng mới ha. S33 50. B33 nhé, B33 50. B34 một cây thước đo kéo nha, 2m, hình hộp còn mới tinh nha, rất đẹp ha, 2m thôi nha anh em. Nào anh em mình đo ngắn mình chốt ha, máy chỉ Japan này, có khóa chặn này nè. Đó, thu về ha, lò xo ngon lành. Rồi anh em thích cây thước đo 2m này, mọi người cho giúp em mã số là B34 ha. Cái này giá của mình là 70.000. B34 ha, 70. Và mã số cuối cùng B35 là một cây đục chốt phi 8 ly nha anh em. Đây, phi 8 nha anh em, phi 8 này. Đó. Trong những cây đài là chắc thép rất là ngon. Rồi chiều dài của mình đo được là 15 cm ha, 15 cm. B35. B35 giá 80.000. B35 80. Rồi, em Thắng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.